keep asking if I'm back. Yeah, I'm thinking I'm back. Từ chỗ những chú hề vui tính, mang lại tiếng cười cho trẻ em, những nhà làm phim đã xây dựng hình ảnh những kẻ phản diện đáng sợ, gây ám ảnh cho người xem. Lịch sử để ghi nhận những chú hề ghê rợn trên màn ảnh. Hôm nay, cùng kẻ chọn phim điểm danh những chú hề này. Video có sử dụng tư liệu của một số trang web. Cảm ơn bạn có tên Facebook Minh Đòn đã đưa ra ý tưởng cho video này. Các bạn đừng quên like video và subscribe kênh để theo dõi những video nhảm nhí mà chúng mình làm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Búp bê hề trong phim Yêu Tinh năm 1982. Đây chính là nguồn cơn cho nỗi sợ hãi của hàng triệu người trên thế giới về những chú hề điên. Là nhân vật phản diện trong phim Yêu Tinh, búp bê Clow được ví như hiện thân của những linh hồn đầy thù hận. Nó có thể đột ngột xuất hiện ở bất cứ đâu và nhìn chằm chằm vào người đối diện với nụ cười đáng sợ. Đám hề ngoài hành tinh trong Killer Clow năm 1988. Những sinh vật gớm ghiếc đến từ ngoài không gian, mang hình dạng chú hề đổ bộ xuống trái đất để bắt cóc con người và ăn thịt họ. Chúng tấn công người dân bằng súng bỏng ngô. Vươn bàn tay dài bóp chết nạn nhân, hoặc đơn giản là nuốt trọn họ. Bộ phim khiến nhiều người thót tim bởi hàng loạt trường đoạn rùng rợn, chết chóc. Bippo, Dippo và Chiso trong Clown House năm 1989. Clown House theo chân một cậu nhóc mắc chứng sợ hề, nhưng vẫn đi theo anh trai đến gánh xiếc để xem biểu diễn. Rủi ro thay, cùng lúc đó có ba tên tâm thần sát hại những chú hề rồi cải trang thành họ. It was kind of like they were already inside of him. Sau khi sát hại dã man cài cánh xiếc, chúng bám theo lũ trẻ và khiến khán giả liên tục nổi da gà. Benny trong It năm 1990. Trong nội dung phim, cứ 27 năm một lần, Benny sẽ xuất hiện và gieo rắc rối nỗi ám ảnh kinh hồn cho người dân và trẻ em mất tích ở thị trấn Derry. Lần đầu tiên, Benny xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vào năm 1990. Và đúng 27 năm sau, chú hề này lại tái hiện trên màn ảnh rộng. Đây là một điều trùng hợp, hy vọng nó sẽ gây tiếng vang lớn về những điều mới mẻ. Tập phim năm 2017 là những sự kiện khi nhóm nhân vật chính chống lại Benny mới chỉ là một lũ trẻ. John Wayne Gacy trong Gacy năm 2003. Me iré cuando vuelva. No admito réplicas, jovencita. Điều khiến Gacy đáng sợ hơn tất cả tên hề độc ác trên màn ảnh là việc hắn thực sự tồn tại. Bộ phim kể lại hành trình đẫm máu của John, gã sát nhân hàng loạt bị tuyên án tử
về hành vi cưỡng hiếp và sát hại 33 nam thiếu niên. Hắn còn được biết đến với biệt danh Killer Clown vì thường cải trang thành một anh hề đi phát quà từ thiện cho trẻ nhỏ nhằm tìm kiếm con mồi. Captain Spaulding trong The Devil Reject năm 2005. Mang bề ngoài của một ông bố vui tính, yêu thương gia đình, nhưng khi vọng lên lớp trang điểm hề, Spaulding lại trở thành gã sát nhân bệnh hoạn. Tạo hình của hắn đặc biệt xấu xí, khiến người xem cảm thấy ghê tởm, không kém gì những hành vi bệnh hoạn của gã. Woody trong phim 100 Day năm 2007. Nhiều năm trước, chú hề cô độc Woody bị nhóm người vu oan cho tội cưỡng hiếp. Do bị tổn thương tâm lý, không thể bộc bạch cùng ai, gã nổi điên và tàn sát những kẻ đã hãm hại mình. Tuy nhiên, Woody kể từ đó không thể ngừng xuống tay giết chóc. Hai vệt máu dưới đôi mắt khiến hắn trong lúc nào cũng như đang khóc, ngay cả khi đang chặt thịt nạn nhân. Shocker trong phim Kỵ sĩ bóng đêm năm 2008. Shocker là kẻ thù truyền kiếp của siêu anh hùng Batman, mang bộ dạng gớm ghiếc với khuôn mặt trắng bệch, môi bôi son tới tận mang tai và nụ cười man rợ. Shocker không đơn thuần chỉ làm những việc xấu xa, hắn còn như muốn moi móc tâm can của đối phương và lợi dụng điều đó để thực hiện kế hoạch tội ác của hắn. Chú hề zombie trong Zombieland năm 2009. Fucking clowns. Zombieland thực tế là tác phẩm hài đen về chúng mực sinh tồn cho những ai muốn sống sót qua đại dịch sát sống. Trong phim, người xem đặc biệt ấn tượng về tên hề có gương mặt biến dạng và trang phục sặc sỡ. Hắn xuất hiện trong nhiều phân cảnh kinh dị và gây ra cảnh tượng đẫm máu. Kleiner trong phim Cloud năm 2014. Ken McCoy tìm thấy bộ trang phục chú hề trên gác xếp nhà mình, rồi quyết định mặc nó để góp vui trong ngày sinh nhật của con. Ói âm thay, đó lại là bộ đồ bị quỷ dữ nghiền rủa. Nó dần biến McCoy thành con quái vật luôn thèm khát thịt người, đặc biệt là thịt trẻ em. Để thoát khỏi nó, người đàn ông này phải cống nạp trẻ nhỏ cho bộ phục trang và bị giằng xé giữa nhân tính và con đói hoang dại.